Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ 49. Công bố các quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Qua 5 năm triển khai đề án về phát triển y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều mục tiêu đề ra. Học sinh sử dụng điện thoại trong lớp cần cách quản lý phù hợp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chiều ngày 2 tháng 10, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 49. Tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở, ban ngành, các ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đánh giá, trong 9 tháng năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Các cuộc giám sát, khảo sát được thực hiện theo đúng kế hoạch, có sự phối hợp chặt chẽ và đổi mới về phương pháp, hình thức có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, qua giám sát, khảo sát, có ý kiến kiến nghị phù hợp được các ngành tiếp thu. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu được thực hiện tốt. Việc chấp hành và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp các ngành triển khai thực hiện hiệu quả, nhất là thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tính đến hết tháng 9 năm 2020, đã có 12 trên 26 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch, 5 trên 26 chỉ tiêu đạt từ 60 đến 80% kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt dưới 60%, thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng lượt khách du lịch. Nghị quyết số 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát cho thấy còn nhiều vướng mắc về quy định và thủ tục, mới thực hiện được 6 trên 14 nội dung chính sách. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phải phối hợp với các sở ngành xem xét, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các cơ chế chính sách cho địa phương giai đoạn 2021-2025. Tại phiên họp này cũng đã thông qua nội dung chương trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Tại kỳ họp này sẽ có 11 báo cáo, 32 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ có một số tờ trình, báo cáo quan trọng khác. Kỳ họp cuối năm dự kiến cũng sẽ có 41 nghị quyết được thông qua. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 10, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm quyền giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở ngành liên quan và cán bộ công nhân viên chức Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai. Theo quyết định số 3368 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thì kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh điều động bà Nguyễn Thị Hải Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ quyền giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Trao quyết định bổ nhiệm quyền giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cho đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh trong suốt những năm qua ở ngành tài chính, đồng thời mong rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh cùng cán bộ công nhân viên chức Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, đặt hàng, khai thác tốt nguồn lực, cơ sở vật chất đã được đầu tư để làm tốt công tác tuyên truyền, đưa Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phát triển đứng đầu trong khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh đã cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời hứa sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình để xây dựng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trở thành một tập thể đoàn kết gắn bó, cùng nhau đưa làn sóng phát thanh truyền hình trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng hữu ích cho khán thính giả địa phương.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh và Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh, quyền Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 10, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Kiểm tra công tác thực hiện tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 15, công tác chuẩn bị các báo cáo bằng hình ảnh phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 2 tháng 10, huyện Mường Khương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, tới dự có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1669 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Lê Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Mường Khương, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng ở cương vị công tác mới, đồng chí Lê Ngọc Dương sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới, cùng với cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân huyện Mường Khương thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đưa huyện ngày càng phát triển đi lên. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Ngọc Dương cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời cho rằng đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm cao đối với bản thân. Đồng chí hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu chính trong việc triển khai thực hiện đề án phát triển y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020 là nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế, tăng cường hiệu quả triển khai các chương trình y tế quốc gia và năng lực dự phòng của y tế tuyến cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Qua 5 năm với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Lào Cai đã gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chỉ cần đến Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, thậm chí các bệnh viện tuyến huyện Mường Khương, Sapa, người bệnh vẫn có thể được các giáo sư tiến sĩ chuyên khoa đầu ngành của các bệnh viện lớn ở Trung ương chẩn đoán và chỉ định phác đồ điều trị. Đây là kết quả của mối quan hệ hợp tác trở thành bệnh viện vệ tinh của tuyến Trung ương. Giải pháp này vừa giúp bệnh nhân được thụ hưởng dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao một cách thuận lợi, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ thầy thuốc ở các bệnh viện vệ tinh nâng cao trình độ chuyên môn. Đây là một cái dự án theo tôi đánh giá có lẽ rất hiệu quả đối với các bệnh viện miền núi. Thứ nhất là thầy thuốc nâng cao cái năng lực chuyên môn, chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt trong thời gian vừa qua thì bệnh viện cũng đã thực hiện triển khai phẫu thuật mổ nội soi. Các cái kỹ thuật cao mà trước đây phải chuyển tuyến nhưng nay thì đã được thực hiện tại bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện, giúp giảm tải, không phải đi lên tuyến trên để khám và điều trị. Để triển khai được những mô hình hợp tác như vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thì vấn đề về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Cụ thể, trong 5 năm qua, tỉnh đã đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng để xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh. Các bệnh viện như y học cổ truyền, bệnh viện nội tiết, bệnh viện phục hồi chức năng cùng một số bệnh viện tuyến dưới như thành phố Lào Cai, Bát Sát, Mường Khương, Simacai, Bảo Thắng. Hàng loạt phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã đã đầu tư xây mới và bổ sung trang thiết bị hiện đại. Cũng chính từ sự đầu tư khá toàn diện, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai đã trở thành một trong những cơ sở có quy mô, năng lực khám chữa bệnh hàng đầu ở khu vực Tây Bắc. Đơn vị đã chủ động các trang thiết bị hiện đại, thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật nội soi khó mà trước đây chỉ có tuyến trung ương mới có thể đảm trách. Mổ nội soi nó chỉ có mấy cái đường nhỏ, sau này nó phục hồi thì hầu như là còn không nhìn thấy nữa. Cho nên nó đảm bảo, thứ nhất là về thẩm mỹ, cái thứ hai là phẫu thuật thì giảm đau rất là tốt. Vừa rồi Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cung cấp cho bệnh viện một dàn phẫu thuật nội soi rất là mới. Chúng tôi sẽ triển khai đồng loạt phẫu thuật phụ khoa mổ mở. Trước đây chúng tôi sẽ triển khai thành phẫu thuật nội soi.
Qua các chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ, đến nay bình quân 1 vạn dân Lào Cai đã có hơn 12,3 bác sĩ và 2,73 dược sĩ đảm bảo yêu cầu chăm sóc sức khỏe. Đề án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của Bộ Y tế và đề án số 1816 về cử cán bộ luân phiên hỗ trợ cho tuyến dưới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng đã được triển khai thành công. Bản thân tôi thì cũng tiếp tục là trau dồi về chuyên môn và cũng cố gắng có thể phát triển, triển khai được thêm các cái kỹ thuật mới ở tuyến dưới để cho tăng cường cái chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho bà con và cũng để cho các bác sĩ ở tuyến dưới có thể đi học để nâng cao chuyên môn hơn khi về phục vụ cơ sở tốt hơn. Chủ trương tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nhân lực cho tuyến cơ sở thời gian vừa qua cũng đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực y tế dự phòng, nhất là ở vùng sâu vùng xa mà thành công trong phòng chống dịch bệnh. Trong đó, dịch COVID-19 đã minh chứng cho kết quả đó. Hệ thống y tế cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ở cơ sở cũng đã làm nên một kết quả quan trọng là từng bước nâng cao chất lượng tỷ lệ tăng dân số tự nhiên toàn tỉnh giảm xuống 12 phần nghìn. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 18%, đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra. Những con số nêu trên hết sức quan trọng, tạo nên sự vững bền về sức khỏe, thể chất để người dân Lào Cai tự tin bước vào thời kỳ phát triển và hội nhập. Sáng mùng 2 tháng 10 tại huyện Bát Sát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ phát động điểm tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời. Năm 2020, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 10. Mục đích của tuần lễ nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong xây dựng và cung ứng các kênh, công cụ học tập suốt đời cho người dân. Để thông điệp của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 được lan tỏa mạnh mẽ, tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao các thông điệp cho đại diện các trường học, trung tâm học tập, cộng đồng xã, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công nghệ thúc đẩy số trong quá trình học tập và phát động phong trào xây dựng tủ sách lớp học. Tại đây, tỉnh Lào Cai, các ngành, đoàn thể, các em học sinh, trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn đã ủng hộ 950 đầu sách cho huyện Bát Sát. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề I Love Sapa, Hiệp hội Du lịch Sapa phối hợp với thị xã Sapa, Phan Xipang Leysin tổ chức buổi lễ phát động kích cầu du lịch Sapa lần thứ 2. Kích cầu du lịch lần 2 của thị xã Sapa vào dịp cuối năm được xem là một động thái tích cực, cần thiết để khôi phục hoạt động, tiếp tục khẳng định là điểm đến an toàn và thân thiện đối với du khách. Hiệp hội Du lịch Sapa kêu gọi các đơn vị tham gia đăng ký gói kích cầu theo các hình thức, giảm giá dịch vụ, giữ nguyên giá nhưng tăng thêm các gói dịch vụ hoặc đưa các phương án khác, liên kết giữa các tuyến, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú nhằm tạo ra sự đồng bộ khi đưa ra sản phẩm mới phù hợp với các đối tượng khách. Hiện tại Hiệp hội Du lịch Sapa chúng tôi đang kêu gọi một số doanh nghiệp và toàn thể các hội viên cùng nhau xây dựng chương trình kích cầu lần thứ 2 để tiếp nối chương trình lần thứ nhất bằng hình thức với những hình thức như khuyến mãi hoặc là mình giảm giá dịch vụ cũng như là ưu đãi thêm những dịch vụ cho khách hàng để mục đích là thu hút lượng khách đến với Sapa càng nhiều hơn trong những tháng cuối năm. Khu du lịch Sun World Phan Xipang Leysin đã đón khách trở lại từ ngày 1 tháng 10 và triển khai gói combo kích cầu lớn và hấp dẫn dành cho du khách toàn quốc. Theo đó, từ thứ 2 đến thứ 6, du khách khi mua vé đi cáp treo sẽ được khuyến mãi một suất ăn buffet trị giá khoảng 200.000 đồng trên ga Hải Cảng. Du khách mua vé ăn buffet sẽ được miễn phí vé tàu Mường Hoa. Từ kinh nghiệm của thành công đợt kích cầu lần thứ nhất, chúng tôi tổ chức đợt kích cầu lần thứ hai này sau đợt ảnh hưởng của Covid với niềm tin và mong ước rằng với sự chung tay và đồng lòng sát cánh của chính quyền địa phương, nhân dân và toàn thể các doanh nghiệp du lịch tại Sapa sẽ nhanh chóng khởi sắc trở lại. Chương trình kích cầu du lịch Sapa lần hai cũng được tung ra đúng mùa săn mây tháng 10. Thời tiết thì hơi se lạnh, lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, thăm thú và là thời điểm được cho là đẹp nhất trong năm của Sapa.
Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, Hiệp hội Du lịch và đại diện một số công ty kinh doanh du lịch lữ hành cũng đã tổ chức hội nghị họp bàn về các giải pháp tăng cường quản lý, phục hồi, kích cầu và ứng phó với dịch COVID-19 trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thị xã năm 2020. Vì mục tiêu quyết tâm đưa Sapa trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế, thời gian qua, thị xã Sapa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm để kích cầu du lịch, khôi phục hoạt động, tiếp tục khẳng định là điểm đến an toàn và thân thiện đối với du khách. Cảm nhận Sapa đầu tiên với mình ấy, thực sự Sapa đổi khác so với ngày trước rất là nhiều. Đấy, Sapa thì từ ngày có cáp treo, có Sun World Fan Xigang Legion thì thực ra thì rất là có những cái cảm hứng để cho các du khách trở về được đông hơn. Tôi thấy rất là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời còn không. Cảm nghĩ của tôi thì đến đặt chân đến đây thì thực sự là rất là cảm xúc. Với những động thái tích cực đó, Sapa đã và đang nỗ lực khôi phục và phát triển song hành với việc thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 và lan tỏa thông điệp Sapa điểm đến an toàn, thân thiện, luôn hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10, thông tư 32 về ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực. Vậy nhưng những điểm mới trong thông tư này đã và đang đón nhận được sự quan tâm từ dư luận. Đặc biệt, thông tin liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động của học sinh trong môi trường học đường đang ghi nhận những ý kiến trái chiều. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm một hướng nhìn về vấn đề này. Một tiết học ngoại ngữ của trường trung học phổ thông số 2 huyện Bảo Thắng. Cùng với sách giáo khoa thì điện thoại thông minh được giáo viên phụ trách bộ môn cho phép học sinh sử dụng như một phương tiện để học tập. Những ứng dụng liên quan đến bài học đã được giáo viên hướng dẫn cài đặt từ trước và trong thời điểm phù hợp của tiết học, chúng sẽ phát huy hiệu quả tích cực. Không khí ở lớp học thì rất là sôi nổi và vui vẻ. Các bạn đều rất thích cái việc sử dụng điện thoại chung. Có những điều các bạn có thể chia sẻ với nhau. Mỗi khi cô cho các bạn làm ở trên app như là Quizy hoặc là Kahoot thì đấy là trò chơi của cả lớp ạ, nên là chúng em sẽ lấy ra thôi ạ. Qua cái việc sử dụng điện thoại là học sinh có cái cơ hội được làm bài và được học tập một cách trực tiếp, giảm khoảng cách giữa vùng miền. Tôi lấy ví dụ như trường tôi là một trường miền núi, để mà học sinh có cái cơ hội làm bài tập so với lại quốc tế hay là làm việc với bất kể cái trường nào trên cả nước, nếu như chỉ gói gọn mà không có sử dụng điện thoại thì nó rất là khó. Nhưng nhờ cái việc sử dụng điện thoại này thì là học sinh có cơ hội trao đổi và học tập với lại tất cả các bạn trên các trường khác, cùng làm bài tập giống nhau và cùng thang điểm thể hiện rõ lên luôn như vậy. Không chỉ riêng với bộ môn ngoại ngữ mà nhiều giờ học của học sinh trường trung học phổ thông số 2 huyện Bảo Thắng đều diễn ra khá đặc biệt như vậy. Thay vì cách học thông thường thì dưới sự hướng dẫn và cho phép của các thầy cô, các em được sử dụng điện thoại nhằm thực hiện thao tác tra cứu thông tin bài học theo nhóm. Thầy cô sẽ đóng vai trò là người giới thiệu địa chỉ, nguồn học liệu để học sinh có thể truy cập vào, đồng thời hướng dẫn học trò cách đọc, cách tìm kiếm, sàng lọc kiến thức, từ đó khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Tất cả các cái cơ chế sinh học mà nó khó khăn khi mà để dạy kiến thức lý thuyết cho học sinh ấy thì nó phức tạp nên học sinh khó hình dung. Nên là từ khi mà học sinh có thể được sử dụng điện thoại ấy, thì trong các cái tiết học mà liên quan đến nội dung mà cần phải tra cứu internet ấy thì mình cho phép học sinh có thể tra cứu được luôn. Thì học sinh thấy rằng là rất là hứng thú, hào hứng và không phải cô giáo giao về tận nhà mới tìm hiểu được nữa. Nên là mình thấy là học sinh nó thích thú hơn. Trường Trung học Phổ thông số 2 huyện Bảo Thắng là một trong những cơ sở giáo dục rất tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Ngay trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19, việc học sinh sử dụng máy tính, điện thoại để tham gia các tiết học trực tuyến được thực hiện từ rất sớm và hết sức hiệu quả. Điện thoại được thầy trò nhà trường coi là một cuốn sách điện tử, phục vụ trong việc học tập và cả rèn luyện kỹ năng sống. Chính vì vậy, đa phần các thầy cô giáo và học sinh ủng hộ quy định mới trong thông tư số 32. Tuy nhiên, sẽ vẫn có những nỗi lo khi cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học, như các em sao nhãng học bài, chơi game, chụp hình thầy cô khi giảng. Đó là những mặt trái có thể xảy ra nếu thiếu đi sự giám sát chặt chẽ của giáo viên và thiếu các bộ quy tắc về văn hóa ứng xử không gian mạng.
không phải cứ cho học sinh sử dụng điện thoại là học sinh cứ đến trường sử dụng điện thoại một cách tự do thoải mái, mà tùy từng tiết học, giờ học, môn học và từng thời điểm để có sự cho phép của giáo viên thì học sinh mới được sử dụng điện thoại, và mỗi thầy cô giáo cần phải thực hiện tốt những cái quy định để và truyền tải những cái quy định đó một cách cụ thể để học sinh, tất cả học sinh phải nắm được và nó trở thành một cái ý thức mang tính chất tự giác chứ không phải mang tính chất ép buộc. Chắc chắn sẽ vẫn còn những ý kiến đa chiều về vấn đề này. Thiết nghĩ cho đến ngày thông tư số 32 có hiệu lực, các trường cần có sự định hướng cụ thể với giáo viên, đưa ra những quy định để siết chặt việc sử dụng điện thoại di động ngay trong cả mục đích học tập. Nếu đảm bảo được độ an toàn với thông tin truy cập từ chiếc điện thoại thông minh mà học sinh mang đến giờ học, khi đó điện thoại di động mới phát huy thế mạnh, hỗ trợ tra cứu thông tin, bổ sung kiến thức của mình. Sáng 2 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức khai mạc giải bóng đá thanh niên tỉnh Lào Cai năm 2020. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 7 đội bóng đến từ các huyện, thị, thành phố và các câu lạc bộ trong tỉnh. Thành phố Lào Cai, Văn Bàn, Sapa, câu lạc bộ Phố Bản, câu lạc bộ Toàn Bảy, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Các đội chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra các đội xuất sắc bước vào bán kết và chung kết. Giải đấu diễn ra từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 10 tại sân vận động Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Các trận vòng loại diễn ra từ ngày 2 đến 4 tháng 10. Trận bán kết diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Dự kiến trận chung kết, lễ bế mạc và trao giải diễn ra ngày 11 tháng 10. Cùng thời gian này đã diễn ra giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Lào Cai lần thứ 12 năm 2020 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo Lào Cai tổ chức. Tham gia giải có 8 đội bóng, hơn 80 cầu thủ có độ tuổi từ 10 tuổi trở xuống là học sinh các trường tiểu học đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại giải, các đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để lựa chọn những đội xuất sắc vào vòng bán kết, chung kết. Giải sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Giải đấu là một trong những hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.